Huấn luyện viên Kim Sang Sik công bố danh sách tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Văn Hậu vắng mặt. Hôm nay, ngày 27 tháng 5, tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã công bố danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam DTVN tập trung dịp FIFA Day. Tháng 6 năm 2024, chuẩn bị thi đấu hai trận còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Tổng cộng có 27 cầu thủ đã được huấn luyện viên Kim Sang Sik lựa chọn sau quá trình ông và cộng sự quan sát các trận đấu tại V-League. Những cầu thủ đảm bảo sức khỏe tốt trong danh sách được huấn luyện viên Hàn Quốc công bố đều là trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Toàn và duy trì phong độ tốt ở V-League. Ngoài ra, còn có những gương mặt đã quen thuộc với người hâm mộ như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Philip, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải. Bên cạnh đó, đáng chú ý là sự góp mặt trở lại của Tô Văn Vũ sau thời gian dài vắng bóng. Lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, gần nhất của tiền vệ này là đợt tập trung chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hồi tháng 2 năm 2022, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy nằm trong danh sách đội tuyển Việt Nam gồm 28 cầu thủ được huấn luyện viên Kim Sang Sik lựa chọn. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1996 xin phép ban huấn luyện rút lui vì lý do gia đình. Cuối cùng, nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng ý và không bổ sung người khác thay thế. Huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ nổi bật trong thời gian qua như Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tùng, Hà Nội FC, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Thể Công Viettel, Nguyễn Thái Sơn, Đông Á Thanh Hóa, Trần Ngọc Sơn, Thép Xanh Nam Định và Bùi Vĩ Hào, BKM Bình Dương. Tuy vậy, đội tuyển Việt Nam cũng có sự thiếu vắng một số gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng như trung vệ Quế Ngọc Hải hay hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Trong đó, Quế Ngọc Hải chưa thể trở lại với thể trạng tốt nhất sau chấn thương rách cơ gặp phải từ đợt giao hữu FIFA Day tháng 10 năm 2023. Còn Đoàn Văn Hậu thì vẫn đang nỗ lực từng ngày để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Kể từ khi dính chấn thương vào tháng 10 năm 2023 và phải vắng mặt trên sân cỏ cho đến nay. Ngoài ra, tiền đạo Công Phượng cũng vắng mặt do gặp chấn thương khiến anh chỉ thi đấu được 16 phút ở vòng 3 J-League Cup cùng câu lạc bộ Yokohama, Nhật Bản. Thêm một trường hợp chấn thương đáng tiếc khác là tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc. Hiện vẫn đang điều trị hồi phục theo sự hướng dẫn của các bác sĩ thuộc Trung tâm Y học Thể thao Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân tập luyện vào ngày 1 tháng 6 tới tại Hà Nội, ngay sau vòng 22 V-League 2023 đến 2024. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik có quỹ thời gian 5 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Philippines trên sân Mỹ Đình diễn ra vào 19 giờ ngày 6 tháng 6. Trước khi di chuyển sang Iraq để thi đấu trận cuối cùng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, rượu cũ và cái khó của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Huấn luyện viên Kim Sang Sik công bố danh sách tuyển Việt Nam không có nhân tố mới, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì điều đó có thể hiểu và thông cảm cho vị tân thuyền trưởng. Không mới. Đúng như những gì dự đoán, danh sách tuyển Việt Nam ở đợt tập trung đầu tiên dưới thời tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik không có nhiều gương mặt mới như mong muốn từ người hâm mộ. Và thực tế, 27 cái tên được tân thuyền trưởng người Hàn Quốc công bố vào chiều ngày 27 tháng 5 nhằm chuẩn bị cho các trận đấu cuối vòng loại World Cup 2020. 6 phần lớn đều từng góp mặt ở tuyển Việt Nam hoặc U23 Việt Nam trước đây. Danh sách mà ông Kim Sang Sik gọi tên rõ ràng khiến tất cả phải bất ngờ, bởi như đã nói trước đó với hàng loạt tuyên bố khá đanh thép, tạo ra sự tò mò tưởng rằng tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam ít nhất có một góc nhìn riêng với vài cái tên mới ở lần đầu tập trung. Nhưng rốt cuộc, danh sách mà huấn luyện viên Kim Sang Sik đưa ra cũng chỉ là rượu cũ. Chưa nói một số cái tên có mặt thực sự hơi khiến tất cả ngỡ ngàng vì đang không sở hữu phong độ quá cao. Cái khó của huấn luyện viên Kim Sang Sik còn lý do để danh sách mà huấn luyện viên Kim Sang Sik vừa công bố khiến nhiều người rơi vào tâm trạng thất vọng. Nhưng sòng phẳng mà nói tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam cũng khó trong quyết định lựa chọn. Ông Kim Sang Sik mới đến chưa đầy một tháng, tính từ thời điểm chính thức ngồi vào ghế thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Thế nên vài trận đấu chọn theo dõi tại V-League là chưa đủ cho chiến lược gia người Hàn Quốc có thể chọn quân theo mong muốn. Bên cạnh đó, tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam cũng chẳng có quá nhiều thời gian chuẩn bị cho hai trận đấu ra mắt. Cụ thể ngày 1 tháng 6 đổi hội quân và sau đó 5 ngày đối đầu Philippines, cho nên ông Kim Sang Sik buộc phải lựa chọn phương án an toàn nhất với những nhân tố cũ. Huấn luyện viên Kim Sang Sik chắc chắn cũng muốn nhân sự do ông quyết định, nhưng trong thế tuyển Việt Nam không được phép thua tiếp. Sau chuỗi thất bại dưới thời người tiền nhiệm Chelsea nên cũng đành thông cảm đối với danh sách mà chiến lược gia 48 tuổi vừa công bố, dù thực lòng vẫn vô cùng lấn cấn. Danh sách tuyển Việt Nam không có Công Phượng, Văn Quyết. Huấn luyện viên Kim Sang Sik triệu tập 27 cầu thủ lên tuyển Việt Nam, trong đó đa số là những gương mặt quen thuộc từng thi đấu dưới triều đài Park Hang-seo. Chuẩn bị cho đợt tập trung FIFA Day tháng 6 với hai trận gặp Philippines 6/6, sân nhà và Iraq 11/6, sân khách. Huấn luyện viên Kim Sang Sik công bố danh sách tuyển Việt Nam trong chiều ngày 27 tháng 5. Đúng như dự đoán, huấn luyện viên Kim Sang Sik chủ yếu triệu tập những gương mặt quen thuộc từng chinh chiến dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong khi đó, nhiều cầu thủ trẻ là học trò ruột của người tiền nhiệm Chelsea không có tên.
Ở vị trí thủ môn là những cái tên Nguyễn Philip, Công an Hà Nội, Quân Văn Chuẩn Hà Nội FC, Đình Triệu, Hải Phòng và Đặng Văn Lâm, Bình Định. Trong các thủ thành này, Văn Lâm trở lại đội tuyển nhờ đạt phong độ cao, nhiều khả năng lấy lại vị trí gác đền ở tuyển Việt Nam. Ở hàng hậu vệ, những cầu thủ quen thuộc là Bùi Hoàng Việt Anh, Tấn Tài, Văn Thanh, Công an Hà Nội, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Hà Nội FC, Bùi Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài, Đức Chiến, Thanh Bình, Thiên Công Viettel. Như vậy, Đình Trọng không có tên trong đợt tập trung lần này, dù cầu thủ quê Gia Lâm, Hà Nội đang có phong độ cao, góp công lớn vào thành tích. Đứng thứ hai bảng xếp hạng V-League 2023-2024 của câu lạc bộ Bình Định. Ngoài ra, Quý Ngọc Hải chưa thể trở lại với thể trạng tốt nhất sau chấn thương rách cơ gặp phải từ đợt giao hữu FIFA Day tháng 10 năm 2023. Còn Đoàn Văn Hậu đang nỗ lực tập hồi phục kể từ khi dính chấn thương vào tháng 10 năm 2023. Trên hàng tiền vệ, sự có mặt của Quang Hải, Hoàng Đức, Thái Sơn, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Văn Trường, Văn Khang nằm trong dự đoán. Gương mặt Tô Văn Vũ của Nam Định trở lại tuyển Việt Nam sau nhiều năm vắng mặt. Lần khoác áo đội tuyển gần nhất của tiền vệ này là đợt tập trung chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hồi tháng 2 năm 2022, hàng tiền đạo tuyển Việt Nam có 6 cầu thủ gồm Bùi Vĩ Hào, Tiến Linh B, Bình Dương, Tuấn Hải, Văn Tùng Hà Nội FC, Văn Toàn, Ngọc Sơn, Nam Định. Đáng tiếc là tiền đạo Văn Quyết không được huấn luyện viên Kim Sang Sích triệu tập, bất chấp việc chân sút Hà Nội FC đang có phong độ cực ấn tượng tại V-League. Ngoài ra, tiền đạo Công Phượng cũng không có tên trong đợt tập trung lần này. Một trường hợp khác vắng mặt là tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc. Cầu thủ này hiện vẫn đang điều trị hồi phục theo sự hướng dẫn của các bác sĩ thuộc Trung tâm Y học Thể thao VFF. Tôi mong gặp các bạn trong vài ngày tới. Hy vọng tất cả đều có trạng thái thể lực tốt nhất. Tôi cũng mong nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của người hâm mộ khi tuyển Việt Nam tiếp đón Philippines vào ngày 6 tháng 6 tới. Chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng, đáp lại niềm tin của các bạn, huấn luyện viên Kim Sang Sik chia sẻ sau khi công bố danh sách tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam bắt đầu hội quân tập luyện vào ngày 1 tháng 6 tới. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik có quỹ thời gian 5 ngày chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Philippines trên sân nhà diễn ra vào 19 giờ ngày 6 tháng 6. Trước khi di chuyển sang Iraq để thi đấu trận cuối cùng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Hàng loạt trụ cột thời ông Park Hang-seo trở lại đội tuyển Việt Nam nhưng vẫn vắng Công Phượng, Bùi Tiến Dũng vì lý do này. Huấn luyện viên Kim Sang Sik công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung tháng 6. Chiều ngày 27 tháng 5, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Theo đó, tân huấn luyện viên người Hàn Quốc triệu tập danh sách gồm 27 cầu thủ tập trung tại VFF. Trong đợt tập trung này, do không có nhiều thời gian để thử nghiệm nên huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn ưu tiên lựa chọn những cầu thủ đã quen mặt ở đội tuyển Việt Nam. Ở vị trí thủ môn không phải những cái tên được dân tình dự đoán như Nguyễn Văn Hoàng hay Bùi Tiến Dũng, thủ môn Quan Văn Chuẩn mới là người được lựa chọn. Ngoài ra Văn Lâm, Philip, Đình Triệu đã nhiều lần được gọi trước đó. Ở vị tiền vệ, một số gương mặt mới được tin tưởng như Tô Văn Vũ, Nam Định, Nguyễn Văn Trường của câu lạc bộ Hà Nội. Trong đó, Văn Vũ là cầu thủ có phong độ rất tốt thời gian qua, cùng câu lạc bộ Nam Định đang dẫn đầu V-League. Ở vị trí tiền đạo, vắng mặt Nguyễn Công Phượng và Đình Bắc. Cả hai cầu thủ này đều gặp chấn thương và chưa có 100% phong độ để rèn với cường độ mạnh ở đội tuyển quốc gia. Danh sách tập trung đội tuyển: thủ môn Nguyễn Philip, Công an Hà Nội; Đặng Văn Lâm, Maryland, Quy Nhơn, Bình Định; Nguyễn Đình Triệu, Hải Phòng; Quan Văn Chuẩn, Hà Nội. Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng, Thể Công Viettel; Nguyễn Đức Chiến, Thể Công Viettel; Nguyễn Thanh Bình, Thể Công Viettel; Phan Tuấn Tài, Thể Công Viettel; Bùi Hoàng Việt Anh, Công an Hà Nội; Đỗ Duy Mạnh, Hà Nội; Phạm Xuân Mạnh, Hà Nội; Hồ Tuấn Tài, Công an Hà Nội; Vũ Văn Thanh, Công an Hà Nội. Tiền vệ: Nguyễn Hoàng Đức, Thể Công Viettel; Khuất Văn Khang, Thể Công Viettel; Nguyễn Tuấn Anh, Thép Xanh Nam Định; Tô Văn Vũ, Thép Xanh Nam Định; Đỗ Hùng Dũng, Hà Nội; Nguyễn Văn Trường, Hà Nội; Nguyễn Thái Sơn, Đông Á Thanh Hóa; Nguyễn Quang Hải, Công an Hà Nội. Tiền đạo: Phạm Tuấn Hải, Hà Nội; Nguyễn Văn Tùng, Hà Nội; Bùi Vĩ Hào, BKM Bình Dương; Nguyễn Tiến Linh, BKM Bình Dương; Trần Ngọc Sơn, Thép Xanh Nam Định; Nguyễn Văn Toàn, Thép Xanh Nam Định. Quý Ngọc Hải được đưa vào danh sách chờ của huấn luyện viên Kim Sang Sik, không nằm trong danh sách 27 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho VL World Cup 2026. Quý Ngọc Hải vẫn nhận được sự quan tâm của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Như đã đưa tin, sau quá trình theo dõi và sàng lọc, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã chọn ra 27 cái tên tập trung lên đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho hai trận đấu tại VL World Cup 2026. Trong số 27 gương mặt được lựa chọn không có bất kỳ tân binh nào. Tất cả đều đã có ít nhất một lần được hai huấn luyện viên tiền nhiệm là Park Hang-seo và Chau Si-er gọi lên đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó là sự nuối tiếc của nhiều gương mặt kỳ cựu của đội tuyển Việt Nam. Có thể kể đến những cái tên như Văn Quyết, Quý Ngọc Hải, Công Phượng. Trường hợp của Quý Ngọc Hải đã được nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa vào danh sách chờ. Bên cạnh chín gương mặt khác, được biết sau khi công bố 27 cái tên sẽ hội quân cùng đội tuyển Việt Nam
huấn luyện viên Kim Sang-sik còn có một danh sách khác. Nó bao gồm những cầu thủ sẽ được theo dõi thêm và nếu như phù hợp sẽ được trao cơ hội lên đội tuyển quốc gia trong những đợt tập trung kế tiếp. Quý Ngọc Hải hiện vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất kể từ sau chấn thương từ đợt giao hữu tháng 10 năm 2023 của đội tuyển Việt Nam. Anh tái phát chấn thương ở trận đội tuyển Việt Nam đấu Iraq, sau đó một tháng trên sân Mỹ Đình. Tính đến hết 21 vòng của V-League 2023-2024, Quý Ngọc Hải mới ra sân 11 trận và đang chật vật tìm lại cảm giác chơi bóng trong màu áo Bình Dương. Trong 3 vòng đấu gần nhất, anh chỉ ra tổng cộng 29 phút từ băng ghế dự bị và không thi đấu ở trận mới đây gặp đội bóng cũ Sông Lam Nghệ An. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân tập luyện vào ngày 1 tháng 6 tới. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có quỹ thời gian 5 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Philippines trên sân nhà diễn ra vào 19 giờ ngày 6 tháng 6. Trước khi di chuyển sang Iraq để thi đấu trận cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines đã chính thức được mở bán qua ứng dụng Vinit từ ngày 25 tháng 5 và dự kiến sẽ kết thúc vào 24h00 ngày 30 tháng 5 năm 2024 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Vì sao tuyển Việt Nam chưa có tân binh? An Toàn là ấn tượng về danh sách 27 tuyển thủ Việt Nam được triệu tập ở đợt tập trung đầu tiên dưới thời tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. An Toàn là ưu tiên hàng đầu với những ông thầy mới trong đợt tập trung đội tuyển đầu tiên. Trước huấn luyện viên Kim Sang-sik, những người tiền nhiệm như Park Hang-seo hay Philip Chow-sier cũng chủ yếu triệu tập các gương mặt cũ trong đợt tập trung đầu. Dù vậy, việc tuyển Việt Nam hội quân mà không có nổi một tân binh đáng chú ý vẫn khiến nhiều người có phần cụt hứng. Hơn 20 ngày đã qua của ông Kim trên ghế nóng chẳng dài nhưng không quá ngắn. 20 ngày ấy tương ứng với giai đoạn sôi động nhất về Lý Du mùa này với 5 vòng liên tiếp trong thời gian ngắn, cường độ thi đấu cao, tính chất trận đấu căng thẳng. Ngoại trừ ngôi đầu của Nam Định, các vị trí còn lại đã thay đổi liên tiếp. Nhiều gương mặt cả già cả trẻ đã nổi lên nhưng dường như chưa gương mặt mới nào làm ông Kim ưng ý. An Toàn vì thế là từ khóa chủ đạo của tuyển Việt Nam ở đợt hội quân này. Trên cả 4 tuyến, những gương mặt được triệu tập đều đã quen thuộc với bóng đá Việt Nam qua hai đời huấn luyện viên Park Hang-seo và Philip Chow-sier. Nhóm cầu thủ U23 cũng đã nhắn mặt ở các sự kiện vừa qua gồm có Quất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào hay Quan Văn Chuẩn. Gương mặt là lẫm hiếm hoi Trần Ngọc Sơn thậm chí ăn cơm tuyển từ năm ngoái. Đây là lần thứ hai tôi lên tuyển Việt Nam. Không riêng tôi mà tất cả cầu thủ đều có cơ hội. Dù là câu lạc bộ hay đội tuyển, tôi đều phải cố gắng. Được khoác áo đội tuyển là vinh dự với các cầu thủ, Ngọc Sơn chia sẻ với Tri Thức. Sự an toàn ấy cho thấy huấn luyện viên Kim rất coi trọng kết quả của hai trận tới. Đối đầu Iraq và Philippines chẳng còn ý nghĩa điểm số bởi tuyển Việt Nam gần như đã hết cơ hội vào vòng loại 3 World Cup và chắc chắn phải đá vòng loại thứ 3. ASEAN Cup vào năm 2025. Tuy nhiên, kết quả tích cực vẫn là điều bắt buộc cho huấn luyện viên trưởng trong bối cảnh niềm tin vào đội tuyển đã xuống rất thấp. Ông Kim không chỉ cần một bước đã thuận lợi để bắt đầu triều đại của mình, ông còn phải sửa chữa di sản của người tiền nhiệm Chow-sier. Quang Hải và đồng đội cần chứng minh rằng họ vẫn còn vị thế đáng kể tại Đông Nam Á, chỉ ít là trước những đối thủ nhóm dưới kiểu Philippines. Akos Tinker cũng là kẻ cạnh tranh trực tiếp với tuyển Việt Nam ở giải Đông Nam Á cuối năm nay. Nhìn từ một góc khác, sự an toàn của ông Kim Sang-sik cũng phản ánh những lựa chọn nghèo nàn từ V-League, giải đấu đang là sân chơi của nhóm cầu thủ ngoại. Năm bàn vừa qua của Rafael Fernandez là điểm nhấn trong một mùa giải bị thống trị tuyệt đối bởi các ngoại binh. 8 vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn đều là của họ, còn cầu thủ nội phía sau thì vẫn quen thuộc đến nhàm chán, Quang Hải, Văn Quyết, Tiến Linh. Bối cảnh đó rõ ràng không giúp ông Kim có thêm lựa chọn. Ông thầy người Hàn vốn sở hữu cá tính huấn luyện quyết liệt và không ngại thay đổi. Việc đưa Robert Vinamoto từ ngôi vô địch K1 League ngay mùa đầu tiên cho thấy trình độ và năng lực của ông thứ cần được thể hiện rõ hơn ở đợt tập trung tháng 9, khi ông Kim đã có nhiều thời gian hơn cùng tuyển Việt Nam.